và các hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là mình sẽ sử dụng hoa hồng. Ở đây mình sẽ sử dụng hoa hồng cành sam đó. Rồi để mà làm cái hoa cáo này á thì mình sẽ chuẩn bị là một ít cái này gọi là cây tùng mạng non ha, nó có mùi thơm đó. Mùi rất là thơm. Cái tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị đây một sợi dây kẽm xăng. Rồi ở đây là mình sẽ chuẩn bị một cái kim băng này, một cái xăng và một cây cỏ bốn mùa, đây là cỏ nhập khẩu Nam Phi ha. Rồi mình sẽ lát nữa mình sẽ bắt đầu. Bây giờ mình sẽ cái sợi dây kẽm mạnh hơn ngắn thêm một sợi dây kẽm này đó này. Mình sẽ lấy thêm một sợi dây kẽm. Đây dây kẽm. Rồi tại sao lại phải cần cái dây kẽm này thì lát nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn ở phía cuối clip ha. Bây giờ để mà làm cái hoa hồng á thì mình sẽ cắt hoa hồng ngắn đi. Đó, nó ngắn chỉ còn khoảng 2cm thôi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái sợi dây kẽm cứng rồi này. Mình cắt nó vào cái lỗ này. Đó, các bạn thấy không? Mình cắt vào một cái lỗ. Bây giờ mình mới dùng sợi dây kẽm xăng này. Bắt đầu mình xiên nó qua cái lỗ mà mình phải chọc. À, đây như thế này ha. Nào mình sẽ vuốt nó lại. Đó. Được không các bạn? Được chưa? Đơn giản thôi. Bây giờ mình mới dùng băng keo sáp này. Mình vuốt nó lại để mà mình cố định cái sợi dây kẽm xanh đó vô con hoa. Rồi đây, mình đã được như thế này rồi. Cái tiếp theo, bây giờ mình sẽ sử dụng tùng mạng non. Nếu như mà các bạn chưa quen thì tới lúc này mình lại quấn bằng keo sáp vô tiếp nha. Quấn bằng keo sáp vô. Mình sẽ sử dụng cỏ bốn mùa này. Thank you.
ba này này, mình chỉ chừa nó xuống các cái cuống này bằng 2 cm thôi, mình sẽ cắt nó đi. Vậy sau khi mình cắt thì nó ra được như thế này, đẹp đúng không? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách cài bằng cái đinh băng này vô. Đầu tiên chúng ta cần sử dụng nhẹ nhàng một chút. Ở giữa cái đinh băng này nó có một cái lỗ nữa, cắt cái kẽm này vô. Rồi xong sau đó mình sẽ cuộn. Đây theo kiểu của đinh băng. Các bạn để cũng được, nhưng mà mình sẽ cắt đi. Bây giờ mình đặt vô. Và mình cố gắng kéo xa lại. Các bạn vỗ một tấm bằng vỗ 2 sợi dây kéo luôn. Ở bước tiếp theo thì bây giờ mình nếu như mà các bạn có cái vết á thì mình sẽ dùng cái đầu vết á, mình sẽ cuốn nó vô. Còn mình ở đây hiện tại bây giờ mình không có cái vết, mình có cái cây này, mình sẽ cuốn nó vô cho các bạn xem. Mình sẽ cuốn nó như thế này. Có cái vết thì các bạn sẽ cuốn nó dễ hơn đúng không ạ? Okay, nó sẽ theo lò xo. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ thử cài vào áo coi nhé. Coi nó như thế nào ha. Rất là chắc và đẹp. Nó không có bị lật xuống. Đó là được. Có cách nào lật được. Ok, vậy là mình đã xong được các bước để mà hướng dẫn cho các bạn làm một cái hoa cài áo cho cô dâu và chú rể luôn ha. Thì ở đây là mình đang sử dụng là hoa hồng. Hồng này được gọi là hồng cò cánh sen. Và cái hoa phụ ở đây á, thì mình đang dùng là cỏ bốn mùa, bao gồm có màu hồng và màu trắng, cùng với lại là cái lá của cái cây này gọi là cây tùng mạn hoa. Thì khi đó cái hoa này của mình nó rất là đẹp, nó rất là nổi bật ha. Cái hoa này nếu như mà các bạn dùng hoa hồng thì chúng ta sẽ sử dụng khoảng 2-3 ngày gì đó. Ok, trong quá trình mà các bạn thực hành, nếu như mà các bạn mà thấy những cái gì mà mình chưa rõ thì vui lòng comment phía bên dưới ha, mình sẽ trả lời một cách nhanh nhất. Mà nếu như mà các bạn thích cái hoa này hãy nhớ like cho mình ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.